Huyền Thoại xin chào cô chú anh chị đến video tiếp theo tối đêm nay cả nhà. Hiện tại bây giờ là 12 giờ hơn cả nhà. Hiện tại giờ là khán giả rất là đông luôn cô chú anh chị, vỡ trận luôn cô chú anh chị. Đó, hiện tại là ở nhà Bến Thành đêm Huyền Thoại. Đó, thì quá trời là khán giả ra ha. Khán giả giờ là hiện tại giờ trời cũng đang mưa nữa cả nhà. Nên khán giả ra hai cánh luôn. Cửa đây được khán giả đang chen lấn xuống cầu thang đó cả nhà. Phía bên đây cũng vậy cô chú anh chị. Đó, khán giả xuống rất là đông luôn. Còn nghệ sĩ thì chưa có ra cả nhà. Nên hội cũng đang chờ nghệ sĩ ra. Xong hết rồi hội sẽ về cả nhà. Hiện tại bây giờ còn cô Lệ Thủy, Thanh Kim Tử Long. Đó, nên còn mỗi cái là nghệ sĩ trong nữa. Nên bây giờ là khán giả đang xuống rất là nhiều của chú anh chị. Thì sân khấu của bây giờ ở trong trọng cũng đang kết thúc rồi cả nhà. Đó, hiện tại khán giả đang ra rất là nhiều luôn. Hai cánh nhất này là đông luôn cả nhà ha. Còn phía bên dưới đây này, hiện tại bây giờ cũng rất là đông luôn của chú anh chị ơi. Đó, quá trời luôn. Thì đang chờ cũng đang mưa cả nhà. Mưa từ trưa đến giờ luôn của chú anh chị. Đó, thì tại giờ xe taxi, xe hơi thì cũng đang chạy vô chở bà con về ha cả nhà. Quá trời đông của chú chị ơi. Mưa tầm tã luôn từ trưa sớm giờ luôn của chú chị, từ 7 giờ ra tối giờ này 12 giờ vẫn còn mưa cả nhà. Anh đang chạy vô phải không? Như một đêm Huyền Thoại luôn nha cả nhà. Hỏi chia sẻ lia máy cho cả nhà cùng xem nè. Đó, quá chờ bà con cùng cả nhà luôn. Xe mình làm đâu? Quá chờ bà con khán giả cả nhà. Bà con chụp hình anh Kim Tử Long rất là nhiều cả nhà. Thì cô chú chị nào thấy nghệ sĩ nào thì xem ha. Bây giờ quá đông quá tải rồi cả nhà, vỡ trận luôn cô chú chị ơi. Nên đội chiếc ly máy nha. Hội bắt gặp được anh Kim Tử Long thôi. Còn cô Lệ Thủy hay bất cứ nghệ sĩ khác thì hội cũng chưa thấy nữa cả nhà. Chân thủ đi vô lại đi, vô đi. Vô đi.
hội đang lia máy để coi có nghệ sĩ nào nữa nha cả nhà. Nên bây giờ là quá trời đông luôn, không còn biết là ai luôn cả nhà. Còn Kim Long giờ hiện tại cái về cả nhà ha. Gọi quay ở dưới mưa ha cả nhà, cho chia sẻ cùng cô chú anh chị xem thì anh Kim Long cũng về ra cả về cả nhà ha. Trời mưa tầm tã, rất là bà con ai về ha. Quay chia sẻ thôi đến của chú anh chị ha, con quá trời bà con luôn. Hỏi đi qua chút xíu anh cả nhà, rất là đông nghẹt luôn của chú anh chị. Hồi dặm mưa luôn rồi chú anh chị, bà con ăn từ từ xuống ha. Rồi chú đồng cũng ra ca về luôn rồi. Luôn. Có kìa, có kìa. Thôi, thôi quay cái này đi, hơi chóng mặt, mong cả nhà thông cảm ha. Tại vì Thổi đang xem nghệ sĩ, coi có cô nghệ sĩ hay bất cứ ai họ sẽ quay ha. Đó, bỡ trận luôn cô chú anh chị ơi. Cô sẽ cũng về ha cả nhà ha, xe sáng nha. Bây giờ còn rất là đông luôn cô chú chị ơi. Ai đi ta? Không phải cho 36 người chết. Cô chú anh chị thông cảm nha, tại vì Thổi đang đi máy nên phải là quay chống mặt của chú anh chị. À, chú Minh Dương nè cả nhà ơi. Hiện tại giờ đang mưa nên điện thoại hơi bị mưa cả nhà không cảm à. Họ quay xe rồi chị Dương ơi. Chùi máy ảnh lại ha. Tại đang mưa. Dương đứng lại cho bà chụp. Thôi xin lại mà. Nè nè đứng kêu đứng luôn. Chụp Minh Dương cái đi. Nghĩ nhìn bà con rồi anh Minh Dân. Nghĩ nhìn bà con rồi em. Đây, nó mở đó. À, mệt quá rồi ha.
thôi chứ. Chấp giá trị cho lắm. Tại giờ khán giả đang xuống rồi cả nhà ơi. Quá trời luôn ơi. Số xe bao nhiêu chị Dung? Hỏi số xe bao nhiêu chị Dung ơi? Ước điện thoại hết trơn rồi cả nhà ơi, gắn quay mong cả nhà thông cảm nha, mưa tầm tã luôn cô chú. Và chú nhìn trường nằm xuống rồi cả nhà ơi. Chưa ra hả, đứng rồi. Dựng có hai xuống, dựng có hai xuống. Hết chưa? Rồi mấy anh, nè. Đi phía sau. Mùa lớn lắm rồi cả nhà. Ôi thổi có thổi hết trơn rồi. Mong một chú anh chị ủng hộ thập like đăng ký nha. Chú mình chưa cũng ra về, bà con cũng rất là đông luôn. Đó, còn giờ này cũng còn đông rồi cả nhà. Mưa thổi hết trơn rồi. Là áo phải thôi các em. Mong một chú anh chị ủng hộ cho thổi một like đăng ký nha cả nhà. Bây giờ là khán giả cũng rất là đông, nhưng nghệ sĩ bây giờ cũng còn đông. Biết còn ai không nữa cả nhà. Có xe nghệ sĩ, xe khán giả thì cũng về ca về hết cả nhà. Rồi, bây giờ là trắng bớt nha cả nhà ha. Rồi, giờ trắng bớt rồi. Thì bây giờ mấy khán giả này là cũng đang chờ xe, với lại là đột mưa nữa cả nhà. Thì cô chú anh chị ủng hộ Thọ like đăng ký nha. Thì Thọ cũng xin tạm dừng video tại đây cả nhà. Thì ở đây là còn khán giả không à, còn là nghệ sĩ thì cũng ra về hết rồi. Chú Minh Dương, cô Lệ Tỷ, anh Kim Minh Long hay là về hết trơn rồi cả nhà. Không còn ai nữa cả nhà. Hội xin kết thúc video cả nhà. Mong chú anh chị nhớ ủng hộ, chia sẻ cả nhà. Bye bye của chú anh chị.